xin mời những nhận xét từ các vị huấn luyện viên chị thanh thảo ạ cô thấy giống như cô đang lạc vào một cái một cái cung điện trong một cái câu chuyện cổ tích vậy đó mà mà hai con giống như là công chúa hoàng tử à, đẹp quá đi lộng lẫy rồi cái ca khúc vừa rồi đó cô hỏi thiệt nha sao hát cái bài chi mà nó khó dữ vậy trời đất ơi là trời Cô nghe mà cô có hết hồn hoài à. Là không biết là, là các con có thể nào mà đi hết được cái bài không? Có trọn vẹn cái bài không? Là vì quá nhiều những cái chỗ xử lý thật sự là rất là khó đối với lại lứa tuổi của các con. Mà cái ca khúc này nó không hề dễ chút xíu nào hết trơn á. Mà công chúa hoàng tử của cô á, làm sao mà có thể mà vượt qua được một cái thử thách rất là khó khăn như thế này mà một cái thử thách khó như vậy mà các con vượt qua được á thì chứng tỏ là bản thân các con rất là có thực lực rất là có khả năng và cô không biết nói gì hơn à cô chỉ muốn là các con sẽ nếu như mà các con cả hai con mà cùng bước tiếp được vào những cái vòng sau này nữa đó thì cố gắng là giữ vững phong phong độ nè làm sao để cho cô càng lúc càng chinh phục nhiều hơn nữa bởi vì là cô đã nhìn thấy cái thực lực cái tiềm năng ở các con rồi cho nên hy vọng rằng là à, các con à, nếu như mà mình có duyên à sẽ về đội của cô mà nếu về đội của cô á thì cô tin chắc một điều làm gì mà nhìn dữ vậy à, cho cô thả thính miếng đi À, nếu mà về đội của cô đó là cô tin chắc một điều là đội của cô sẽ có những cái nhân tố à, rất là tuyệt vời và gây sự chú ý và rất là đáng gờm để cho hai đội còn lại à, tập trung làm sao để mà có được cái những cái nhân tài tiềm ẩn giống như là hai bạn này vậy đó cho nên là câu cuối cùng mà cô chỉ muốn nói đó là các con nhớ chọn về đội của cô nha cảm ơn Rồi. cảm ơn cô Thanh Thảo đã thả thính không biết có đất thính hay không em không biết đó là hai bé này không có hợp với chị không em chưa biết nhưng mà chắc chắn sẽ hợp với anh Lê Minh mặc đồ quá giống này <laughs> nè không có liên quan gì ta công chúa quan. hoàng tử kìa cái phần biểu diễn này nó khiến cho cô bị chán ngợp cô cảm thấy ở trên sân khấu này không 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 phải là nhờ những cái bạn thí sinh nhí đi thi đâu nhất là Khánh Hà con giống như là một cái cái nữ hoàng một cái cái diva queen of the night sự là queen, khi mà queen 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 of the night giọng hát lên đó cô rất là sốc Tại vì cô không nghĩ là ở với cái lứa tuổi của con mà con có thể ngưng được như vậy. Con có thể thả giọng chắc nhịp ở chỗ này và thậm chí là ngay cái nhịp của con, cái tay nó để như thế nào, nhìn chuyên nghiệp hết mức có thể. Đó là quan điểm cá nhân của không cô nghe là Tiên. Cái chiêu để người ta chiêu dụ lại đó. Đón xem ai sẽ thành sao nhí được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 từ ngày 27 tháng 8.